Vâng, mến chào các quý anh em nhé. Hôm nay Zipman có một chiếc Zippo cao cấp và đây là một con hàng xuất Nhật anh em nhé. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Thì nó được đựng trong cái hộp hộp gỗ anh em nhé. Nó như thế này. Hộp gỗ này thì cũng khá là nhẹ. Đấy. Cái cây này thì anh em có thể mua để sưu tầm anh em nhé. Là cái bản lề như thế này. Sưu tầm hoặc sử dụng thì cũng ok. Đấy thì mình sẽ lật ra và bên trong đây anh em nhé, sản phẩm đây anh em ạ. Một chiếc bật lửa Zippo rất là đẹp. Đấy, nó có chủ đề khá là hay anh em nhé, chủ đề giữa thiện và ác. Thì mình lấy ra cho anh em xem. Cái này thì cũng khá là nặng anh em nhé, tại vì nó được ốp thêm cái emblem. Cái emblem này là bằng đồng anh em nhé, bằng đồng thau luôn. Đấy, bên trong cái hộp nó thì như thế này. Ở đây có cái bùi nhùi như thế này là chắc là để chống sốc thôi, chứ cũng không có gì anh em nhé. Còn hộp thì hộp gỗ. Đấy. Nếu mà anh em tiện thì mình sẽ kéo thước luôn cho anh em. Đây. Cái chiều dài của nó là 9 cm anh em nhé, của cái hộp này. Chiều rộng của nó là cũng 9 cm, tức là cái cây này vuông. Và chiều cao là gần 5 cm anh em nhé. Đấy, nó xương xương nó là như thế thì mình sẽ cất cái hộp đi anh em nhé. Về cái sản phẩm này là một chiếc Zippo cao cấp xuất Nhật và anh em tham khảo cây này ấy, thì mình đã đánh mã số đây rồi anh em nhé. Mã số của nó là XN27 anh em nhé, XN27. Anh em muốn lấy thì anh em cứ đọc đúng cái mã số này shop ra ship cho anh em. Đấy, còn là về trên màn hình này, anh em thấy một cái sản phẩm nó rất là độc đáo. Đấy, nhìn có màu vàng và màu đen khá là đẹp. Thì bản chất của cây này nó là bằng đồng thau luôn anh em nhé. Còn những cái màu đen là do công ty nó tạo, nó lên màu, nó ngã sang màu đen như thế. Còn nếu mà bây giờ anh em không thích để cái màu đen, anh em đánh bóng đi bằng cái metal thì nó lại vàng bóng luôn nhé. Nhưng mà mình nghĩ là để màu đen như thế này mới đẹp. Loài lúc chỗ thì màu vàng, chỗ thì màu đen như thế là mới có điểm nhấn anh em nhé. Đây nó như thế này. Về cái chủ đề của nó là cũng nói về Phật giáo anh em nhé. Đấy. Trong con người chúng ta thì luôn có hai phần, một là phần con và một phần người. Đấy, thì nó cũng như thế, là một phần thiện và một phần ác anh em nhé. Bên tay trái đây là cái phần ác, còn bên tay phải là phần thiện. Đại diện cho cái phần ác là một con mặt quỷ anh em nhé. Đấy, nó như thế này, mặt quỷ. Còn đại diện cho phần thiện là một người Phật anh em nhé. Đấy. Thì cái cây này á, nó cái emblem là nó được đúc anh em nhé, nó được đúc nguyên như thế này. Còn các cái đường vía vía như lông mày này, đây, lông mày thì nó sẽ được khắc bằng tay anh em nhé. Đấy. Nó sẽ được khắc bằng tay của con người. Đấy, còn đúc là đúc cái này là đúc rồi chứ không phải là khắc anh em nhé. Đấy, nó đúc như thế luôn. Rất là đẹp, một chiếc bật lửa rất là đẹp. Bên dưới đây thì có những cái này kiểu như là râu anh em nhé, răng. Trong chúng ta luôn luôn có một phần thiện và một phần ác, tùy vào cái phần nào nó nổi nhiều lên thôi. Ok, thì chủ đề nó là như thế. Và cây này thì đây, mặt sau của nó là trơn không có họa tiết gì anh em nhé. Nó được gắn bởi một cái trục này. Cái này thì để gắn dây thôi anh em nhé, chứ nó cũng không có gì. Chất liệu của cái này thì mình không biết là nó bằng cái gì anh em nhé. Nó màu trắng như thế này thì mình nghĩ là nó là bằng bằng gang hoặc là bằng inox gì đấy. Đấy. Nó đánh bóng thì nó có màu trắng như thế này. Còn cái này thì bằng đồng rồi anh em nhé. Cái vỏ của Zippo này cũng bằng đồng luôn. Về cái mộc đáy của sản phẩm, đây là một cái mộc đáy lõm anh em nhé. Nó được sản xuất vào năm 2021. Những nét chữ rất là rõ ràng và thanh mảnh. Cây này thì shop sẽ có bảo hành về cái bản lề anh em nhé. Anh em dùng có hỏng hóc gì bản lề và phần lưới gà thì shop sẽ xử lý cho anh em. Đấy. Còn cái phần emblem này thì nó rất là chắc là nó không thể rơi ra được anh em nhé. Anh em dùng có đánh rơi thì nó cũng chưa chắc đã rơi. Thậm chí là anh em có muốn phá ra. Anh em bây giờ muốn bỏ cái này, anh em chỉ muốn lấy cái emblem đấy, anh em ốp vào cái gì đấy thôi. Thì cũng rất là khó để mà tháo ra anh em nhé. Đấy. Anh em phải dùng máy cắt. Chứ còn nó hàn bằng chì rất là bền anh em nhé, siêu bền luôn. Bây giờ mình sẽ mình trình này. Về cái chiều dày là mình sẽ đo cho anh em nhé. Về cái chiều dày của sản phẩm này thì đây, đây mình sẽ đo cho này. Nó sẽ mình đo cái chiều cao nhất anh em nhé. Chiều cao nhất là cái mũi của cái ông Phật này thì nó rơi vào tầm khoảng 3.1 cm anh em nhé. Đấy, khoảng khoảng đấy, 3.1 là cái chiều dày nhất.
Ok, thì nó là như thế anh em nhé. Và mình sẽ bóc tem ra. Đấy, mặt sau của nó thì đây. Mặt sau thì có màu đen anh em nhé. Đấy, cái này thì nó hơi lem lem đây. Nên nó sản xuất ra kiểu như là đốt vân tay thì những cái người mà làm ra cái này ốp như cái này thì nó hơi lem lem một chút. Đấy, không sao. Còn bây giờ mình sẽ test âm cho anh em nghe nhé. Để âm thanh đấy anh em nhé, khá là hay. Cái cây này thì theo mình là nó cũng có ưu và nhược điểm của nó anh em nhé, chứ không phải là nó chỉ có ưu điểm không đâu. Ưu điểm của nó tức là một cây bật lửa rất là bền, nó vỏ nó bằng đồng, cái emblem cũng bằng đồng mà hàn thì rất là bền rồi, nên là rất là khó để mà hỏng hóc anh em nhé. Đấy là ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai là về nó thiết kế rất là đẹp, đây rất là ý nghĩa và đẹp, để anh em có thể mua để sưu tầm hoặc sử dụng. Đấy là cái ưu điểm thứ hai. Còn về cái nhược điểm nhá, mình thấy nó thiết kế như thế này, đây nó hàn cái emblem vào như thế này thì nó cũng khá là gần với cái này, cái này đấy. Khá là gần với buồng đốt này, lắp ra lắp vào này đấy. Gần như là vừa khít mình khít luôn đấy. Đấy, vừa khít luôn anh em nhé. Thì nó sẽ có một cái nhược điểm là khi mà mình đẩy vào, đẩy mới vào, để ra mới vào ấy, thì nó sẽ có hiện tượng là cọ sát giữa cái phần nắp và cái phần emblem anh em nhé. Nếu mà nó có cọ sát vào thì nó sẽ có xước anh em nhé, thì nó sẽ không tránh khỏi. Đây, cái này ở cọ phần tai này thì nó cũng có xước anh em nhé. Đây, để mình chơi cái này thì mình phải chấp nhận cái điều đấy anh em nhé. Đấy. Còn cái vỏ thì nó là vỏ tiêu chuẩn như thế này, kích thước của vỏ là tiêu chuẩn. Cái âm thanh của nó cũng khá là hay, tại vì cái dòng này dòng vỏ tiêu chuẩn. Khi mà anh em rút ruột, anh em rút ngón tay vào như thế này. Đấy. Em túm bình nhé, anh em rút ra. Thì bên trong nó đây. Đấy anh em nhé, bên trong nó lên màu đen khá là đẹp. Còn bên trong cái này thì nó giống như thế này anh em nhé. Nó là bằng đồng, nó tạo lên màu đen giống như thế. Ruột và vỏ cây này thì có sản xuất cùng năm 21 anh em nhé. Cùng năm 21, còn cái chữ cái thì thường lệch nhau mấy tháng, không quan trọng anh em nhé. Ok. Thì cái này có cổ đá cao bằng đồng anh em nhé, và bánh xe cắt xéo sâu. Cái mẫu này thì trên thị trường mình thấy cũng có một vài nơi bán khá là hiếm anh em nhé. Giá thì tầm khoảng hơn 2 triệu, 2 triệu mốt gì đấy. Châm xăng vào đây, cái này là để thay đá bằng đồng, 2 triệu mốt hoặc thậm chí là 2 triệu rưỡi anh em nhé. Giá trên thị trường là như thế, nhưng mà cũng rất là hiếm nơi bán. Châm xăng thì anh em dùng được tầm khoảng một tuần anh em nhé. Đấy. Đấy, cái lưới gà này thì shop sẽ bảo hành trọn đời cho anh em, nên là anh em yên tâm. Về cái này thì nếu anh em sử dụng mà để sưu tầm thì chắc chắn là không thể hỏng được rồi. Còn nếu như mà anh em sử dụng bình thường thì cũng rất là bền anh em nhé, với điều kiện là anh em đừng có làm rơi rớt. Đấy. Làm rơi rớt thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái phần phần bán lề anh em nhé. Đấy. Ok, cái cây này thì mình sẽ sale cho anh em chơi nhé. Shop hiện tại chỉ có 3 cây thôi, rất là đẹp, âm cũng khá là ok. Và giá cây này thì là chỉ là sale còn 1 triệu 550 nghìn thôi anh em nhé. 1 triệu 550 nghìn. Đấy, cái dây này bằng da anh em nhé. 1 triệu 550 nghìn thôi. Ok, anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé. Chỉ có 3 cây thôi nên là anh em nhanh tay thì mới còn anh em nhé. Vâng, anh em xem video cho shop thì mình đăng ký kênh và một like nhé. Kính chào tạm biệt ạ.